chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365, kênh thông tin tổng hợp những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý nhất trong ngày. Và tôi là Thùy Trâm, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn cập nhật được những tin tức thời sự đáng chú ý nhất trong ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi điểm qua những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trưa ngày 6 tháng 12, miền Tây căng mình chống dịch, cả nước thêm hàng ngàn F0 mới. Bộ Y tế không để thừa vaccine với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng. Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 70% phụ huynh không cho con em lớp 1 đi học trực tiếp. Đề xuất gói củng cố hệ thống y tế 76.000 tỷ đồng. Trưa ngày 6 tháng 12, miền Tây căng mình chống dịch, cả nước thêm hàng ngàn F0 mới. Thưa quý vị, những ngày gần đây, Cần Thơ luôn là địa phương có ca mắc mới cao nhất vùng, mỗi ngày đều trên 1.100 ca. Thừa Thiên Huế ghi nhận ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay, đặc biệt là các ca cộng đồng. Cụ thể, ngày 5 tháng 12, Cần Thơ ghi nhận 1.163 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng số ca mắc lên 31.957 ca, đã điều trị khỏi 14.506 người. Trong ngày, địa phương này có 5 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 240. Sóc Trăng có 789 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc có 520 ca cộng đồng. Số ca cộng dồn là 21.835, đã điều trị khỏi 14.050, trong ngày 5 ca tử vong, nâng tổng số lên 127 ca. Bến Tre ghi nhận thêm 692 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 674 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 10.757, ca điều trị khỏi là 4.845 và số ca tử vong cộng dồn là 70. Đồng Tháp ghi nhận 690 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 205 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 25.220 ca, đã điều trị khỏi 17.376, trong ngày tử vong 5 ca, nâng số ca tử vong lên 304 ca. Vĩnh Long ghi nhận 544 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 219 ca cộng đồng, trong ngày thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số lên 111. Bạc Liêu có 398 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 227 ca cộng đồng. Số ca tử vong trong ngày 3, nâng số ca tử vong lên 138 trường hợp. An Giang ghi nhận 345 trường hợp mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 138 trường hợp. Tổng số F0 từ ngày 15 tháng 4 đến nay là 25.098 trường hợp, trong ngày có 15 trường hợp tử vong, lũy kế bệnh nhân tử vong là 483. Riêng trong 3 ngày qua, mùng 3, mùng 4 và mùng 5 tháng 12, An Giang ghi nhận số ca tử vong lần lượt là 20, 19 và 15, tổng 3 ngày là 54 ca tử vong. Kiên Giang phát hiện 364 F0, trong đó 151 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 22.205, ca điều trị khỏi 18.490. Trà Vinh phát hiện 212 F0 mới, trong đó có 166 ca cộng đồng. Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 9.246 ca mắc COVID-19, có 42 ca nhập cảnh, đã điều trị khỏi 3.478 trường hợp, ca tử vong cộng dồn 55. Tiền Giang có 257 ca F0, trong đó 33 ca cộng đồng, 224 ca trong khu cách ly. Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 25.788 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 20.457 trường hợp. Trong ngày có 10 ca tử vong, nâng tổng số lên 585 ca. Thừa Thiên Huế 2 ngày liên tiếp có số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục. Cụ thể, ngày 4 tháng 12, Thừa Thiên Huế có 339 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó tại cộng đồng là 212 ca, cao nhất từ trước đến nay. Cho đến tối ngày 5 tháng 12, tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm 305 ca bệnh mắc COVID-19, trong đó phát hiện tại cộng đồng là 171 ca. Đáng chú ý, những ca bệnh tại cộng đồng hay là F1 đang cách ly tại nhà được phát hiện nhiều tại thành phố Huế, trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo lãnh đạo thành phố Huế, qua 5 ngày thực hiện tuần cao điểm tầm soát COVID-19 từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, thành phố Huế đã phát hiện 1.062 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua phân tích số liệu, tình hình F0 trong cộng đồng vẫn còn khá nhiều, nên lãnh đạo thành phố Huế đề nghị người dân cùng chung tay thực hiện tốt các biện pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, đồng thời hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, không tập trung đông người và chủ động mua và sử dụng test nhanh để phát hiện virus. Hà Nam phát hiện 5 F0. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam,
Trong ngày 5 tháng 12, trên địa bàn tỉnh Hà Nam chỉ ghi nhận 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 5 trường hợp ghi nhận, có 2 bệnh nhân từ Hà Nội về Hà Nam, 3 trường hợp còn lại là F1 của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó. Nam Định phát hiện 47 F0 mới. Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 5 tháng 12, trên địa bàn tỉnh Nam Định phát hiện 47 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 47 ca bệnh mới được phát hiện, có 10 ca tại huyện Hải Hậu, 22 ca tại thành phố Nam Định, 5 ca tại huyện Giao Thủy, 3 ca tại huyện Nam Trực, 1 ca tại huyện Mỹ Lộc, 2 ca tại huyện Ý Yên, 1 ca tại huyện Xuân Trường, 1 ca tại huyện Vụ Bản, 1 ca tại huyện Trực Ninh, 1 ca tại huyện Nghĩa Hưng. Thái Bình phát hiện 28 F0. Ngày 4 tháng 12, tỉnh Thái Bình ghi nhận 28 ca mắc SARS-CoV-2 mới tại 8 huyện, thành phố, trong đó có 18 ca ở khu cách ly tập trung, 10 ca cộng đồng, gồm 6 ca ở huyện Đông Hưng, 3 ca tại huyện Quỳnh Phụ và 1 ca ở thị trấn Tiền Hải. Như vậy, đợt dịch cao điểm từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, Thái Bình đã ghi nhận 1.268 ca mắc COVID-19. Thanh Hóa thêm 94 ca mắc mới. Ngày 5 tháng 12, Thanh Hóa ghi nhận 94 ca mắc COVID-19, trong đó 50 trường hợp phát sinh trong tỉnh, 44 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định. Đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 2.969 bệnh nhân COVID-19, đã có 1.875 người điều trị khỏi ra viện và 12 bệnh nhân tử vong. Nghệ An 90 F0, 14 ca cộng đồng. Tỉnh Nghệ An ghi nhận 90 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 14 ca mắc ngoài cộng đồng. Các ca mắc cộng đồng được phát hiện tại thị xã Thái Hòa, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghĩa Đàn, Yên Thành. Trong ngày, tỉnh Nghệ An có 106 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh và ra viện, không ghi nhận ca tử vong. Hiện còn 1.047 bệnh nhân đang điều trị. Hà Tĩnh ghi nhận 10 ca mắc mới. Ngày 5 tháng 12, Hà Tĩnh ghi nhận 10 ca mắc COVID-19, tất cả đã được cách ly trước đó. Tính từ ngày 4 tháng 11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 695 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân đang điều trị là 345 người. Quảng Bình phát hiện thêm 46 F0, riêng một công ty 25 ca. Ngày 5 tháng 12, Quảng Bình phát hiện thêm 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 25 ca được phát hiện tại một công ty ở huyện Bố Trạch. Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 37 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 2.783 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.440 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 316 người đang tiếp tục điều trị. Quảng Bình đã triển khai tiêm được trên 908.000 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó có trên 376.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Quảng Trị, 4 trường hợp mắc COVID-19. Ngày 5 tháng 12, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện qua giám sát cộng đồng tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà và xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 1.099 trường hợp mắc COVID-19, đang điều trị 302 người. Trong ngày, địa phương có thêm 16 trường hợp khỏi bệnh. Bộ Y tế không để thừa vaccine với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, thời gian qua, vaccine phòng COVID-19 đã được phân bố kịp thời đến các địa phương, đơn vị để triển khai tiêm chủng. Nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, trên 90% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 và đang triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, ở một số địa phương, tỷ lệ sử dụng số được phân bổ và độ bao phủ vaccine còn thấp, còn nhiều người cao tuổi, người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh. Vì thế, Bộ Y tế đề nghị các địa phương không để xảy ra tình trạng thừa vaccine với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng phải hủy bỏ gây lãng phí. Các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tiêm chủng tại địa phương và rà soát số lượng vaccine đã được phân bổ để chỉ đạo, đôn đốc việc tiếp nhận vaccine, triển khai tiêm chủng kịp thời. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tăng cường thực hành an toàn tiêm chủng, theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm, hướng dẫn người được tiêm theo dõi sức khỏe sau khi tiêm và liên hệ cơ quan y tế gần nhất khi cần thiết, xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm. Hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm đủ mũi 1 đủ thời gian. Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vaccine cao, cần rà soát kỹ càng và tổ chức tiêm phép, đảm bảo tất cả người dân đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi.
các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai việc tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung cho những người đã tiêm chủng đủ 2 mũi theo hướng dẫn tại công văn số 10225 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế. Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 70% phụ huynh không cho con em lớp 1 đi học trực tiếp. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh có 121.759 trên 131.244 phụ huynh lớp 1 tham gia đợt khảo sát trên. Kết quả có 36.316 phụ huynh, 29,82% đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp. Số còn lại không đồng ý cho con em học trực tiếp chiếm tỷ lệ hơn 70%. Cụ thể, có rất nhiều trường tiểu học ở nội thành thành phố chỉ có hơn 10 phụ huynh học sinh lớp 1 đồng ý cho con em đi học như trường tiểu học Trần Quang Diệu, quận 3 có 13 phụ huynh đồng ý, trường tiểu học Trần Văn Đăng 17 phụ huynh đồng ý, trường Bến Cảng quận 4 13 phụ huynh đồng ý, trường Điện Biên quận 10 15 phụ huynh đồng ý. Đáng chú ý là có những trường hợp không có phụ huynh nào đồng ý cho con em đi học trực tiếp, đó là một trường tư thục ở quận 3 và một trường tư thục ở quận 6. Không những thế, ngay ở địa bàn các huyện ngoại thành như Củ Chi, Cần Giờ vốn được xem là những địa phương kiểm soát dịch bệnh tốt, thì phụ huynh vẫn không đồng thuận cho con em khi đi học. Như Củ Chi có đến 5 trường là Trung Lập Thượng, Nhuận Đức 2, An Nhân Tây, thị trấn Củ Chi 2, huyện Cần Giờ cũng có trường Liên Nhân, Đồng Hòa. Số phụ huynh đồng ý cho con đi học trực tiếp dưới 20 người, tức chưa đạt sĩ số học sinh lớp 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 học sinh một lớp. Theo ban giám hiệu của các trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh, lý do khiến phụ huynh không đồng ý cho con em đi học trực tiếp là vì họ lo lắng trẻ 6 tuổi chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19, sợ các bé nhiễm bệnh rồi lây cho những người lớn tuổi trong gia đình có bệnh nền. Có người thì cho biết muốn nghe ngóng thêm một thời gian nữa, xem tình hình dịch bệnh như thế nào rồi mới quyết định. Cũng theo ban giám hiệu các trường tiểu học, việc phụ huynh chưa đồng thuận cao trong việc cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp đang gây nhiều khó khăn cho các trường, nhất là việc bố trí sắp xếp lớp, phân công giáo viên để giảng dạy trực tiếp và trực tuyến. Đề xuất gói củng cố hệ thống y tế 76.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, củng cố hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, dự phòng với hơn 76.000 tỷ đồng là phải ưu tiên hàng đầu. Sáng ngày 5 tháng 12, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, ông Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đại diện nhóm nghiên cứu Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu quan điểm. Hiện nay, các gói phục hồi kinh tế cần ưu tiên nguồn lực củng cố hệ thống y tế trên toàn quốc. Nguyên nhân là dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hệ thống y tế là tuyến phòng thủ đầu tiên và quan trọng nhất, không chỉ nền kinh tế mà còn cả quốc gia. Ông Tuấn nói, chúng ta cần đảm bảo nguồn cung vaccine rộng rãi cho cả nước, không chỉ mũi 2 mà cả mũi 3, mũi 4 trong thời gian tới, đồng thời lên kế hoạch mua các loại thuốc điều trị COVID-19. Đề xuất gói củng cố hệ thống y tế khoảng 76.000 tỷ đồng được ông Tuấn và các đồng nghiệp tính toán dựa trên báo cáo của Bộ Y tế về các khoản chi ứng phó với đại dịch gồm 6 hạng mục. Đó là chi cho phòng dịch, hỗ trợ lực lượng dân phòng, công an, quân đội, chi hỗ trợ người nhiễm bệnh cách ly, xây dựng bệnh viện dã chiến, khu cách ly, chi trực tiếp cho điều trị bệnh nhân khoảng 14.000 tỷ đồng, chi xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, mua vaccine để thực hiện chương trình tiêm chủng toàn dân khoảng 32.000 tỷ đồng, chi nghiên cứu vaccine, thuốc chữa bệnh khoảng 8,8 tỷ đồng, chi y tế cho phòng dịch và điều trị F0 khoảng 18.500 tỷ đồng. Ông Tuấn đề nghị thứ tự ưu tiên của gói củng cố hệ thống y tế cần theo trọng tâm, mua vaccine và thuốc điều trị, nghiên cứu chuyển giao sản xuất vaccine, thuốc chữa, thiết bị và sinh phẩm xét nghiệm trong nước, nâng cao năng lực điều trị cho tuyến y tế cấp xã phường để điều trị được cho F0 ngay tại chỗ, đầu tư cho y tế dự phòng. Bên cạnh việc củng cố năng lực y tế, ông Tuấn cho rằng cần có gói an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp với tổng giá trị khoảng 666.000 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Minh Cường, Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhiều nước châu Á cũng đang có xu hướng đặt trọng tâm hỗ trợ của chính sách tài khóa vào hệ thống y tế nhằm đối phó với dịch bệnh. Các nội dung bao gồm hỗ trợ đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ y tế, phòng chống dịch, ngăn ngừa lây nhiễm cho các cơ sở y tế, đẩy mạnh truy vết tiếp xúc và xét nghiệm, phát triển hệ thống tiêm chủng vaccine, khảo sát tình hình dịch bệnh, đồng thời nâng cao phúc lợi cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu. Ông Cường nói các khó khăn lần này xuất phát từ dịch bệnh chứ không phải xuất phát từ khủng hoảng kinh tế tài chính. Nên về lý luận cũng như thực tiễn, để xử lý triệt để thì các giải pháp chuyên môn về y tế mang tính quyết định và chủ yếu, còn chính sách kinh tế vĩ mô là các công cụ mang tính hỗ trợ. Ông Cường nói, trong ngắn hạn, mục tiêu của gói hỗ trợ
tài khóa là kiềm chế đại dịch, giảm thiểu tác động về y tế và nền kinh tế sẽ được cần ưu tiên dành cho y tế, đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, kỳ họp Quốc hội vừa qua đã ban hành nghị quyết giao Chính phủ xây dựng, triển khai theo thẩm quyền chương trình tổng thể về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời xây dựng tổ chức thực hiện chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết của Quốc hội cũng giao Chính phủ xây dựng các gói chính sách về tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ hai chương trình này. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức nhằm lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đánh giá những vấn đề mới nhất về tình hình phòng chống COVID-19, phân tích dự báo về diễn biến tác động của dịch bệnh, thực trạng nền kinh tế thế giới hiện nay, xu hướng thời gian tới, đồng thời gợi ý chính sách kiến nghị với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bà Rịa Vũng Tàu kiểm soát người từ địa phương khác về tỉnh. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 4 tháng 12 đến 18 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2021, tỉnh này ghi nhận 710 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Trong đó, thành phố Vũng Tàu 306 ca, 10 ca trong khu vực cách ly tập trung, 60 ca đang cách ly tại nhà, 30 ca trong khu vực phong tỏa, 206 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 78 ca, 5 ca trong khu vực cách ly tập trung, 10 ca đang cách ly tại nhà, 5 ca trong khu vực phong tỏa, 58 ca ngoài cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của tỉnh. Để giảm thiểu ca mắc, ca nặng và tử vong, Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các sở ngành địa phương tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng và vai trò của lực lượng công an cơ sở trong quản lý, kiểm soát người từ địa phương khác về địa bàn, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, bến xe, các địa điểm công cộng, các khu vực thường xuyên tập trung đông người. Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 648 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến 18 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2021, tỉnh này ghi nhận 19.760 ca mắc COVID-19, trong đó 8.232 ca đang điều trị, 11.389 ca đã xuất viện và tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ba đội y tế của Bệnh viện An Phước, tỉnh Bình Thuận đã tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, một đội gồm 2 bác sĩ, 1 điều dưỡng đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng mức độ nặng. 2 đội y tế lưu động gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng tại nhà ở phường Đức Long và Lạc Đạo của thành phố Phan Thiết. Các y bác sĩ này từng tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận. Dấu hiệu tích cực từ các bệnh viện tại tâm dịch Omicron ở Nam Phi. Thưa quý vị, dữ liệu ban đầu từ bệnh viện lớn ở vùng tâm dịch Omicron tại Nam Phi cho thấy, dù số ca COVID-19 tăng mạnh, phần lớn các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hơn. Từ cuối tháng 11 kể từ khi Nam Phi cảnh báo tới thế giới về ca Omicron đầu tiên, số ca COVID-19 theo ngày ở quốc gia này tăng chóng mặt gấp nhiều lần các chỉ số trước đó. Sự xuất hiện của Omicron có nhiều đột biến chưa từng có, làm giới khoa học lo ngại nó có thể lây lan mạnh hơn và có nguy cơ né tránh vaccine. Mặc dù vậy, hiện nay vẫn chưa có đủ dữ liệu để kết luận chính xác về đặc tính của Omicron. Mặt khác, dữ liệu sơ bộ ban đầu về tổ hợp từ bệnh viện lớn ở tâm dịch Omicron ở Nam Phi lại cho thấy, dù số ca COVID-19 tăng nhanh, các bệnh nhân ít cần can thiệp y tế hơn. Cụ thể, bệnh viện quận Steve Biko và Stephen ở thành phố Pretoria ghi nhận 166 trường hợp nhập viện từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 11, với 42 bệnh nhân hiện đang được điều trị tại các khu vực chuyên chữa COVID-19. Hầu hết các bệnh nhân ban đầu tới bệnh viện để trị bệnh khác không liên quan tới COVID-19 và chỉ bị phát hiện dương tính với mầm bệnh khi làm các xét nghiệm cần thiết để nhập viện. Tuy nhiên, theo tác giả nghiên cứu Frances Abula, Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Y tế Nam Phi, nhấn mạnh rằng công trình của ông diễn ra trong thời gian 2 tuần đầu tiên khi làn sóng Omicron đổ bộ vào Taiwan, thành phố Pretoria. Hồ sơ lâm sàng của những bệnh nhân nhập viện có thể thay đổi đáng kể trong 2 tuần tới. Trong khi đó, Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Nam Phi cho biết, hầu hết các ca COVID-19 mới ở khu vực tâm dịch đều là chủng Omicron. Vì vậy, ông Abula và nhóm của ông đã đưa ra
một giả định hợp lý rằng dữ liệu trong nghiên cứu đại diện cho các ca mắc Omicron. Nghiên cứu đã đưa ra nhiều thông tin sơ bộ về Omicron ở các bệnh viện, ví dụ như trong 38 người trưởng thành nằm trong khu điều trị COVID-19 vào ngày 2 tháng 12, có 6 người đã tiêm chủng và 24 người chưa tiêm chủng và 8 người chưa nắm rõ tình trạng tiêm chủng. Hầu hết các bệnh nhân nằm trong khu điều trị COVID-19 ở bệnh viện đều không phụ thuộc vào oxy, khác hẳn so với đợt lây nhiễm trước đó. Trong bệnh viện, chỉ một bệnh nhân phải thở oxy là người đã tiêm chủng đầy đủ, nhưng việc can thiệp này nhằm điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hai người đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong vòng 2 tuần qua, nhưng cả hai đều không mắc bệnh chính là COVID-19. Khu vực khoa nhi bệnh viện không ghi nhận trường hợp tử vong nào trong 2 tuần qua. Trong 18 tháng trước, số trẻ tử vong chiếm 17% tổng số trường hợp người bệnh qua đời vì COVID-19. Nhà nghiên cứu cho biết, số ca tử vong có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới và xu hướng này có thể trở nên rõ ràng hơn trong 2 tuần tới khi mầm bệnh có đủ thời gian để có thể làm người bệnh nặng hơn. Trước đó, nhiều nhà khoa học đã đặt ra giả thuyết rằng biến chủng Omicron có thể dễ lây lan hơn nhưng triệu chứng bệnh nhẹ hơn. Nếu thông tin này là chính xác, các chuyên gia nhận định nó sẽ là tin tốt cho thế giới vì nó có thể giúp COVID-19 sớm chấm dứt.